Sáng ngày 13 tháng 8, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường, làm việc với địa phương liên quan đến công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Y Hờ Rú, huyện Chư Bư, tỉnh Gia Lai, làm 3 thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân Dương Minh Ninh tử vong do chấn thương sọ não, nạn nhân Đào Trọng Trí bị chấn thương ngực kính, nạn nhân Paulo Madeira Oliveira bị chấn thương vỡ sọ dập não. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông, lỗi chính thuộc về tài xế Đinh Tiến Bình, 36 tuổi, trú tại huyện Chư Bư. Tài xế Bình đã điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 81H02760, vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi xe ô tô mang biển kiểm soát 81A00470. Đây là xe chở thành viên câu lạc bộ bóng đá. Sau đó, chiếc xe tiếp tục tông vào bên trái xe ô tô mang biển kiểm soát 81A00470 bên làn đường ngược lại. Hành vi của tài xế Đinh Tiến Bình vi phạm khoản 2, điều 14 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Tiến Bình, đồng thời củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.